Em anh ạ, tôi là nói về về cái con mà gọi là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thì qua đó cái chuyện mà con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được chính phủ Mỹ, tức là bảo lãnh qua Mỹ, tức là thỏa thuận với chính phủ Việt Nam để mà đưa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh qua Mỹ, thì qua cái Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì mình mới nói một số cái bọn dâm chủ quậy trong nước chúng nó ý định, tức là chúng nó chống nọ chống kia hoặc là sang Mỹ, về cái tay một số sang Mỹ rồi. Vâng, và một số kẻ gọi là có ước mơ Mỹ hoặc ước mơ của cái những nước gọi là chúng nó gọi là những nước gọi là tự do dân chủ nọ kia, tất cả thứ ấy. Tức là nó tạo ra cái cuộc sống màu hồng mà thực chế thế nó là không phải như vậy. Vâng, em xin mời anh Trần Thành Trung. Trước hết cho Linh Tăng xin gửi lời chúc mừng tới các bà, các mẹ, các chị và các em nhân ngày 20 tháng 11 ngày mai. 20 tháng 10 sức khỏe dồi dào. 20 tháng 10 ngày mai là ngày phụ nữ Việt Nam có một sức khỏe dồi dào, luôn lúc nào luôn luôn tươi trẻ, đẹp trong mắt các đàn ông chúng tôi. Xin được trước mắt thì gửi lời chào các bà, các mẹ, chị em. Và lần thứ hai là xin chào 77 anh chị em trên nhà bà Nguyễn. Thực ra nói về Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và tên gọi là mẹ lấm, cái mẹ lấm, linh đêm là mẹ lấm, thì không riêng gì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đâu, bởi vì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đấy là hắn sinh ra trong một gia đình có ông ngoại và ông nội là hai sĩ quan cảnh sát dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa đấy. Và mẹ của lấm ấy, mẹ của lấm, ông ngoại của lấm ấy là Nguyễn Minh Sơn, là nhân viên cảnh sát đặc biệt của Ngụy, chuyên thẩm vấn những vụ án liên quan chính trị. Bố của Quỳnh là Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 1956, là một thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Với một bản chất truyền thống gia đình như vậy thì nên con đường chống phá của mẹ lấm cũng như kiểu gen di truyền mà thôi. Thực ra lấm ấy đấu tranh cho Formosa, đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam và quyền làm người. Thế thì chả nhẽ từ trước đến nay lấm vào một số dân quê làm chó hay sao, bây giờ cũng được đòi quyền làm người. Thực ra lấm hoạt động mục đích là chỉ vì tiền mà thôi. Chỉ vì tiền mà thôi, chúng ta phải biết như thế. Một nách hai con, một nách hai con nhé. Không chồng. Của hai. Của hai người đàn ông, không chồng hai con. Với một người, một gia đình mà hai đứa con nhỏ, và lấm sinh năm 1979 thì tương đối là khó khăn, chật vật về kinh tế. Thế từ khi mà được cái bè lũ gọi là Việt Tân, trước cái đầu tiên là lấm Quỳnh cũng tham gia cái phong trào của Việt Tân tại Việt Nam. Sau khi đó thì lấm tách ra và cũng có một số bài lên án Việt Tân. Thì chỉ vì trách nhau về tiền bạc, những cái tiền đấy mà nếu như lấm ở trong cái tổ chức Việt Tân thì mỗi một lần lấm nhận tiền thì nhà lấm phải trích lại tiền phần trăm cho cái hội Việt Tân, cái ổ nhóm Việt Tân. Thế do vậy lấm muốn độc quyền cái tiền ở nước ngoài viện trợ, cái hội nhóm khác viện trợ, thì lấm tách ra khỏi Việt Tân, lấm hoạt động một mình. Và lấm trong cái hội blogger Việt Nam và vòng blog này ở Việt Nam đấy, thì lấm ấy là cũng được thưởng nhiều cái giải đấy. Cái giải thì số tiền đấy mà chúng ta xem trên mạng đã biết đấy, bao nhiêu lần mà chúng cãi nhau về tiền thì lấm không chia cho ai khác. Thì lấm tuyên truyền nói xấu chế độ, nói xấu đảng, nói xấu nhà nước và nói xấu chính quyền. Mà cái mục đích của lấm là một về tiền, hai là muốn sang Mỹ mà thôi. Thế thì lấm bị kết án 2 năm tù, 10 năm tù và mới được có 2 năm thì 2 năm 7 ngày. Mỹ 2 và... năm 7 ngày. Thôi cứ 2 năm. Dạ. Đấy. Thì nói chung là chúng ta cũng nên xuất khẩu cho lại bất động sang Mỹ, bận Mỹ đấy. Là đất nước chuyên nhập những cái rác thải dân chủ của Việt Nam. Như cụ Huy Hảo Vũ, Tạ Phong Tần, rồi là Bùi Kim Thành, luật sư Bùi Kim Thành đấy. Vâng, thế chúng ta thấy rằng đi sang đấy chuyên môn niệm non,
đấy, bơ beng bị bọc lên nượm non này, và đây là vũ khí của chúng tôi, vũ khí của Bùi Kim Thành, một luật sư ở Việt Nam ấy. Thì làm gì phải đi nượm non bên Mỹ? Thế mà phải đi nượm non mà cứ tuyên truyền đây là vũ khí của chúng tôi, vũ khí của tôi, tôi nượm non để tôi bán lấy tiền để ủng hộ vâng. phong trào trong nước. Trời ơi, tôi thân mình gọi là Trà Phong, thế làm sao mà lấy tiền nượm non mà nuôi mà ủng hộ cái đồng bào trong nước, thì nó thực sự một cái sự mơ hồ, nó quá mơ hồ. Thế là lập lại những cái thành phần dân chủ trong nước cộng cán như luật sư Cú Hà Vũ cùng vợ đã được sự Mỹ và cái các thế lực cẩu xong bên Mỹ, bây giờ im hơi lặng tiếng. Hải Đức Cay cũng sang được rồi, vinh quang đón tiếp Tạ Phong Tần, rồi Tạ Phong Tần cựu Phong Tần, vâng, cựu trung úy công an cũng... đấy, sang đấy bây giờ cũng im hơi lặng tiếng. Những cái thành phần ở bên đó nó chỉ lợi dụng lúc đầu mới sang, nó như quả chanh vắt hết nước rồi nó đẩy ra ngoài đường lượm non như Bùi Kim Thành mà thôi. Mà chúng ta phải biết như Nguyễn Hữu Tránh, ông ta nói rất đúng, nếu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà sang bên Mỹ làm gì mà kiếm sống đây, với một lách hai con với đất khách quê người, một mẹ già, và ở bên Mỹ có hàng trăm hội đoàn, bốn cái chính phủ, theo ai? Theo Việt Tân thì chắc là họ không nhận, đúng không? Biết theo chính phủ Đào Minh Quân thì lại bị các hội đoàn khác có tẩy chay. Mà chính phủ Mỹ nó chỉ đài thọ cho tất cả sinh hoạt trong vòng 6 tháng. Trong vòng 6 tháng đó để lấm và đi tìm công ăn việc làm. Với một cảnh một lách hai con, một mẹ già như thế. Không nghề nghiệp. Lấm sửa sang đấy. Đấy, không nghề nghiệp. Sang đấy chỉ là một lấm thôi. Đấy, đại, mình phải nói đại và như có trình độ của Hà Vũ. Nhá. Của Hà Vũ. Tạ Phong Tần, cái mức độ, cái tầm nhìn nó còn hơn đấm đọc rất nhiều. Thế tại sao họ bây giờ vẫn phải đi nượm non? Một luật sư nhá, đi nượm non. Thì lấm sang đấy thì chắc chắn rằng thôi này cũng đi vào những cái tập đoàn rửa chân, rửa móng. Rửa chân? Chứ còn nghĩ cho cùng rửa chân, rửa móng mà thôi. Chứ cũng không làm gì được. Chắc là này cũng đi bán vài cái bài mà bôi nhọ đất nước cho cái đài RFI, RFI mà thôi. Nhưng bởi vì cái nguồn vốn đấy rồi dần dần nó cũng cạn hết. Đại như Bùi Tín ấy. Vâng. Bùi Tín ấy chỉ đi bán những cái tin được rồi cũng hết. Rồi cũng hết. Cái tự hỏi sau này nấm làm gì? Nấm làm gì? Mới được hai đứa con mà nuôi nó ăn học ở đất Mỹ không phải là dễ. Một mình sống, một mẹ già, hai đứa con không phải là dễ nhé. Những cái cặp gia đình ấy đi sang nước ngoài, đi sang Mỹ có đủ vợ đủ chồng mà có chút của ăn của để, mà khi sang bên Mỹ vợ chồng thế thì có những người phải ra đường, phải ra đường vì vợ nó bỏ, nó đi theo thằng khác không có nghề nghiệp nên phải ra đường đấy làm hóc nét. Cứ đoán là lấm thì ngoài ra không lượm non ấy thì cũng đi làm rửa chân rửa móng, cũng chả làm cái việc gì để mà kiếm sống trên đời. Bây giờ thì về Việt Nam thì sẽ không về được, không bao giờ được đặt chân đến đất nước Việt Nam. Có như sụp sụp vĩnh viễn, sớm tạm với đất khách của tôi. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Nhưng phải nói là Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta rất nhân đạo, rất nhân đạo. Phải nói nhân đạo, nó quá nhân đạo, nó quá là nhân đạo. À, thích đi Mỹ, thích tự do, cho sang đất nước tự do mà sống. Kể cả như ở trong nước nhé, ở trong nước ấy thì nấm độc ấy mở một cái quán nước mía cũng đủ sống để nuôi hai con. Phải nói thực sự đấy, đúng rồi. Chứ làm gì mà sang Mỹ đi nượm non nó khổ như thế. Nhưng với cái bản chất mà siêng ăn nhắc làm, nhìn cứ, cứ tưởng cái đồng tiền đô la xanh, cứ tưởng đô la xanh của những thế lực phản động này, phản động nó gửi ra cho mình, mình nghĩ rằng nếu như mình được sang Mỹ thì được tung hô,
được tài trợ các đảng phái tranh nhau vào để mà tung hô lắm. Nhưng chúng ta xem cái quang cảnh những người ra đón nấm mới thấy được. Đúng rồi. Hải Đếp Cày sang ấy còn có người ra quảng cờ vàng khăn vàng rồi là thế này thế. Vâng, đón tiếp với coi như âm mỹ này. Vâng, em nói anh với cái bản thân ví dụ vâng anh ạ, vừa rồi cái ca sĩ Việt Khang sang mình cũng xem được là khẩu hiệu là biểu ngữ là tất cả các rất là nhiều người đón, nhưng mà các bạn đã thấy không? Đấy, Việt Khang đã được 1-2 tháng nay còn im ơi lặng tiếng, mình chẳng thấy biểu diễn ở giếc ở đâu cả. Đấy, thì chúng nó chỉ lợi dụng được một thời gian thôi, sau này hết thời gian sử dụng rồi chúng nó quẳng ra đường, tự đi tìm kiếm việc cắt cỏ, cái việc rửa chân hoặc cái gì việc gì mà làm để mà nuôi cuộc sống. Vâng. Thực sự đấy, cái đấy thì không biết anh em mình thì tôi có người quen ở bên Mỹ cũng rất là đông. Yeah. Và thực tế lên nhà bà Nguyễn này có những bác như bác Cẩm Nguyễn, như bác Nguyễn Loan và một số bác đã đem bác nói cuộc sống Mỹ. Và chúng ta lên YouTube chúng ta thường xem đấy, có những cái video để nói về cuộc sống Mỹ, mặt trái của cuộc sống Mỹ nó như thế nào, thì chúng ta mới thấy được những người Việt Nam sang đây nó khổ sở mức độ như thế nào. Yeah. Cái mức độ thành đạt nó rất là ít. Đúng, chứ đúng không rồi, phải là nhiều. Một phải nói đấy, như Nguyễn Chánh nhé, Nguyễn Hữu Chánh ở cái nửa vòng trái đất đã phỏng vấn Nguyễn Hữu Chánh về trường hợp mời Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sang Mỹ sẽ làm gì mà Nguyễn Hữu Chánh nói thẳng mà nhận xét rất là đúng. Với cái hoàn cảnh của lắm bây giờ hàng trăm hội đoàn, okay, theo cái nào cũng dở. Đấy. Ở trong nước thì cái người ta lợi dụng được cái tiếng nói của lắm hiện ở trong nước kiếm được ít tiền, lợi dụng được cái đấm của thầy chưa chưa được một số thành phần bất mãn trong nước đấy ở trong nước và nhận được những đồng tiền của nhiều hội đoàn ở hải ngoại được gửi về, cứ tưởng nhìn thấy đỏ tưởng chín, nhưng sang đến đất Mỹ rồi chúng ta xem đây, chính phủ Đào Minh Quân, chính phủ của Nguyễn Hữu Chánh, chính phủ của Trần Dần đánh nhau luận động bậy này ở đất Bô Sa. Mấy cái chính phủ đánh nhau, bây giờ sang theo thằng nào rồi cũng chết, nó chỉ được một thằng thôi, chứ không phải là thằng nào nó cũng lâng điêu, nó cũng giang tay ra nó đón nấm đập. Thế thì lấm lấy gì mà sống? Sáu tháng có để đủ làm lên một cái kỳ tích nào đó không? Hay là như cụ Huy Hà Vũ, như vợ cụ Huy Hà Vũ, bây giờ mới thấy sao? Thấm thía. Nhớ đứa cháu lội, muốn nhớ từng cành cây ngọn cỏ của nơi quê hương mà không dám về, không về được. Nhớ tiếng khóc của cháu lội, nhớ con, nhớ quê hương, nhớ đất nước, nhớ cảnh bờ hồ Hoàn Kiếm trong buổi sáng mùa thu, nhớ tất cả những gì mà đã có ở Việt Nam. Bây giờ cái cuộc sống ở bên đấy, có làm thì mới có ăn, không làm thì đừng hòng. Thế là tư bản nó ra vậy. Và các bạn hãy xem và hãy chờ đấy, xem lấn độc sẽ làm gì với đất Mỹ, hay lại cũng câm như hến, như Hải Điêu Cày, như Cùi Hòa Vũ, như Tạ Phong Tần, như luật sư Bùi Kim Thành. Đấy, trông đeo lỉnh kỉnh cả bê bên bị bọc, trông không khác gì mà con mẹ mày. Sống cái thế tư tự do đấy. Ở bên nước thì đàng hoàng, cặp da, quần nà áo lượt, có thể đi tham gia vụ ăn này vụ ăn khác, có tiền. Sang đấy phải đi niệm non. Nhưng mà để vua ông đơn hỏi, đây là vũ khí chống cộng của tôi. Ôi, cái vũ khí chống cộng của luật sư Bùi Kim Thành, vũ khí chống cộng của bà ta là những cái bọc cái non bia thừa sữa cặn, những cái túi ly nông, những chai nước suối, cái vũ khí như thế. Cái vũ khí của những cái đối tượng chống cộng cực đoan ở hải ngoại, những cái kẻ phản lại tổ quốc, phản lại quê hương đất nước, thấy rõ rồi đấy. Thế còn cái những thằng vớ vẩn ở trong nước này,
cứ mơ đi, biển mặn cũng mơ đi Mỹ. Ừ. Hả? Yeah. Nguyên thủy cũng mơ đi Mỹ. Cứ mơ đi, vào giờ mơ ăn quả bọng rất nhiều đi. Mà hiện nay đảng nhà nước chúng ta đang cần xuất khẩu những cái loại rác thải đó. Mà Mỹ nước này rất cần. Nhưng mà phải nói thằng Mỹ nó cũng khôn đấy chứ. Khôn lắm, chứ không phải đùa đâu. Vâng. Nó nhập rác thải đấy để nó tạo ra một cái thế lực để chống đối Việt Nam sau này. Em bằng chứng là năm 1975 chúng đưa sang đằng mấy chuyến máy bay những trẻ mồ côi để chúng bắt sang Mỹ để chúng đào tạo. Như là tạo Bin Laden ngày xưa cái kiểu đó, kiểu đó. Nhưng nó không biết rằng những cái nước phương Tây nó khác với phong tục tập quán của dân Việt Nam. Sang đấy dần dần cái con người Việt Nam ấy, dòng máu Việt Nam sang bây giờ. Vâng, mai một đi. Xin lỗi anh trả lời cho ba que chống tí là mẹ đấm sang Houston nhé, thuộc bang Texas chứ không qua Cali. Qua Cali thì gặp được ba que chống và chống ba que. À, sang Texas à? Sang Texas đây dạ. Thì nó cũng thế mà thôi. Nó cũng thế mà thôi. Cũng là đất Mỹ mà thôi. Nếu mà sang đấy thì lại càng khổ. Tôi sang đây bằng Texas đấy lại càng khổ. Nếu như ở Cali ấy, thì còn có nhiều hội đoàn. Cái số lượng người Việt ở đấy rất đông, mà cái thành phần ba que xỏ lá nó cực đông luôn, thì còn được lợi dụng thời gian dài. Cái nếu mà sang bằng Tây Giác thời gian dài, còn nếu mà bằng Tây Giác đấy thì thực ra cái số lượng người Việt đấy rất ít, mà hầu như những người Việt ở bằng Tây Giác đấy, tôi có cô em ở bên đấy, thời gian họ ít sống chung với người Việt, họ thường sống và chống xen kẽ với những Mỹ đen, Mỹ buồn bã. Mới bọn mẹ họ muốn xa rời cái cộng đồng người Việt của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, và họ biết rằng nếu sống chung với họ mà không theo họ cũng chết, mà theo họ thì cũng chết. Họ tách ra rất nhiều, cho nên nấm độc mà mọc ở rừng mua xa ấy, rừng mua xa thì còn có thể được vài cơn mưa bốc nó tưới xuống nấm độc còn tươi, chứ nấm độc mà sang Texas ấy thì lúc bây giờ cái cơn mưa bốc nó thưa dần, nó từ Lan Cali nó gửi tiền cho lấm, nó không phải là ít, mà nó lợi dụng được lấm cũng rất là ít, thì lấm dần dần cũng chết nụi mà thôi. Các bạn cứ hay đợi đấy, đợi lấm sẽ mọc lên sau mưa hay là lấm sẽ chết giữa những cái lắng cái gió ở đất Mỹ. Một nách hai con như thế thì nó đang tuổi ăn tuổi học, chắc là đứa con gái của lấm trông cũng xinh lắm, cũng xinh. Sang đấy chắc là cũng có bằng một cái nghề gì đó để mà kiếm ăn nuôi mẹ cũng được. Vâng, không nhưng mà trước mắt thì mình cũng nói thẳng ra là cái trẻ con ấy, vâng, thì nó sang bên đấy thì nó được trợ cấp ăn học. Vâng, thì nó nhưng mà được trợ cấp ăn học còn nuôi nó các thứ thì là mình phải tự nuôi thôi. Thành mình cũng thấy trước mắt coi như là cái con đường của mẹ đấm thì rất nhiều, vâng, trông gai này ạ. Rất nhiều trông gai và bão tố chứ không phải như Tạ Phong Tần. Còn không phải như Quý ở Vũ. Đấy. Và không phải như Hải Điêu Cảnh. Thực ra là nó sẽ lợi dụng được lấm ở cái chỗ là lấm vẫn còn ở trong cái blog của Việt Nam. Thì chắc chắn là nó cũng sẽ được viết bài về đấy, viết bài từ bên nước ngoài viết bài về bằng cái máy tính. Nhưng thực ra là đến tháng 1 này cái luật an ninh mạng ra đời thì cái đấy thì nó cũng không còn. Rồi. À, phản đối Linh Tăng à? Ừ, Trần Siêu cứ phản đối đi, áo trọng nhé. Ừ, thôi cho lá trọng lên nó phản đối tí nhé. Vâng, vâng. Tí này lên. Vâng, cảm ơn anh. Một lát anh chậm ra chương trình nhé.